À thực ra thì ung thư cổ tử cung theo như ghi nhận của tổ chức y tế thế giới và một số các tổ chức thì à, thường nói sẽ là ung thư cổ tử cung 99% là do HPV gây nên. Còn lại hạt nhiễm HPV không có nghĩa là ung thư cổ tử cung. Hai cái đấy là hai cái khái niệm hoàn toàn khác nhau. Cho nên là cái nguyên nhân thì thường 99% là do HPV gây nên.